Don Joy, Linh Mục Vui, Chứng Nhân trên kênh Ý Thức Việt xin mến chào tất cả các bạn. Chào đón các bạn đến với diễn đàn livestream chia sẻ và học hỏi lời Chúa hàng tuần. Bây giờ là 9 giờ 30 phút tối ngày thứ 6, mùng 1 tháng 10 năm 2021 giờ Sydney, cũng có nghĩa là 6 giờ 30 phút tối giờ Việt Nam. Mỗi tuần một lần chúng ta lại gặp nhau trong lớp kinh thánh này. Đây có thể được coi là một lớp kinh thánh. Chúng ta học hỏi lời Chúa và chúng ta chuẩn bị cho Chủ nhật sắp tới, là Chủ nhật thứ 27 thường niên 5B. Chào đón chị Tin, chị Hồng. Rồi, trước khi vô chương trình thì mình cũng nghe một đoạn nhạc. Bài này cũng khá quen thuộc đối với người Công giáo chúng ta. Hoa nở miền Cana. Ca sĩ Gia Ân trình bày. Xin cảm ơn kênh YouTube Nhạc Thánh Ca đã cho tôi chia sẻ bài hát này. Xin chào cô đệ Adelaide. Chào chị Tâm, chào Lý Hồng. Hôm nay nói chuyện tình yêu, hôn nhân, gia đình. Lời Chúa nhắc nhở cho chúng ta. Chúc mọi người một buổi tối an lành. Chúc tháng 10 nụ cười nở trên môi. Tháng 10 rồi. Tháng hòa mình cùi kính Đức Mẹ. Và hôm nay nghe đồn là Sài Gòn mở lại rồi. Mở dần dần chứ không đóng đóng về là cứ dần chết. Xin chào cô Khanh Bảo Lộc. Chào Lý Hồng. Chào chị Trinh, chị Trinh Nguyễn Adelaide. Cảm ơn cô Khanh. Chúc cô Khanh và cả nhà vui khỏe. Lý Hằng nói gặp cha là vui rồi, có má lúc đồng tiền à, hình như là có đó thì phải. Xin chào chị Mỹ Linh. Chào Peter Đoàn. Chào em Huy. Chào chị Lai, Lai Vũ, Lai Vũ. Cứ chịu khó, mỗi tuần gặp nhau một lần như vậy nè. Ít nhất là vậy, coi như là cũng học hỏi được ít nhiều. Cảm ơn cô Khanh. Các bạn có thể bấm share ngay lúc này để cho ví dụ có những người nào ở trên mạng thì người ta có thể vô người ta xem và lắng nghe lời Chúa. Thì có những người nói không biết cha lên lúc nào, cha online lúc nào, livestream lúc nào. Tại vì có những người chưa biết cách bấm vô cái chuông hay là follow trang Ý Thức Việt. Theo dõi Ý Thức Việt. Chào chị Ni, chào Hoàng Vũ. Ủa, thường là chạm vô trên màn hình là nó có mà ta. Nó có cái biểu tượng mà. Bấm share thôi.
Chào chị Hoa, chị Ngô, Hoàng Ngô. Ông Vũ mà còn xạo xả nó không biết cách chia sẻ. Ông này cũng rành vi tính lắm mà. Cũng thấy dọc internet với vi tính nhiều lắm mà. Có ai hồi đó là làm đám cưới hôn nhân nhà thờ hát bài này không? Nhiều lắm, nhiều các cặp hôn nhân là các ca đoàn hay chọn bài này hát lắm. Có chữ share ngay ở dưới, đúng rồi, cảm ơn chị Ni. Đó, cái phần dưới màn hình nó có chữ share đó. Chữ share rồi. Tại một số người chắc cũng không thể không biết tiếng Anh. Chữ share có nghĩa là chia sẻ đó. Share là mình bấm vô đó là bạn bè trên Facebook của mình là sẽ nhận được. Lâu lâu chúng ta phải hâm nóng tình yêu. Bạn nào chưa có hôn nhân gia đình thì coi như cũng là chuẩn bị. Còn những ông bà anh chị em nào mà đã sống đời hôn nhân rồi thì lâu lâu hâm lại. Có hết đó Vũ ơi, nghe đi, cứ chịu khó nghe đi là dính hết á. Ok. Rồi, trước hết hôm nay xin gửi lời chúc bổn mạng Teresa Hài Đồng Giê-xu đến với tất cả quý bà, quý cô, quý chị em. À, hôm nay là lễ kính thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu, trinh nữ tiến sĩ hội thánh. Coi như là cũng là khai mạc tháng Mân Côi. Mọi người chịu khó ha, chịu khó đọc kinh Mân Côi siêng năng. Đức mẹ hiện ra lần nào Đức mẹ cũng kêu gọi con cái mình đọc kinh Mân Côi đó. Nói tới đây thì mới nhớ rằng là hình như có một số giáo xứ là người ta sẽ chọn kính Đức Mẹ Mân Côi cách trọng thể vào Chủ nhật sắp tới đây thay vì Chủ nhật thứ 27 thường niên. Nhưng mà tôi thì tôi vẫn cứ chọn các bài đọc của Chủ nhật 27 thường niên. Tôi dự định sẽ có một livestream đặc biệt nói về kinh Mân Côi. Đang sắp xếp thời gian để sẽ có thể là Chủ nhật này hoặc là, nhưng mà trong tuần thì chắc quý ông bà anh chị khó là mà coi được ha, có thể là chắc là vào cuối tuần, chắc Chủ nhật, Chủ nhật này, nhưng mà tôi chưa biết là lúc nào. Tôi sẽ đăng thông báo, tôi sẽ làm một cái livestream đặc biệt nói tại sao lại là Mân Côi và phải chăng Mân Côi là quy hướng về Đức Mẹ. Chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái vấn đề đó. Có nhiều người đã tiếp cận tôi và hỏi. Rồi bây giờ thì chúng ta trở lại chương trình ngày hôm nay ha. Chúc mọi người tháng 10 mọi sự an lành. Đấy, tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ. Như hôm nay bắt đầu là Sài Gòn nới nới ra đừng chút, thở đừng chút rồi. Sorry. Không biết cái web này nó có bị vấn đề gì về lời Chúa mà hình như là họ đăng nhầm. Mình phải lấy cái web khác. Rồi. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện nhé. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Lạy Chúa, chúng con tin và thờ lạy Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vì một ngày đã qua, vì biết bao ân lành mà Chúa đã ban cho mỗi người chúng con. Và giờ đây chúng con xin Chúa chúc lành và ban ơn Thánh Thần Chúa xuống cho chúng con để hướng dẫn soi sáng cho chúng con hiểu biết lời Chúa hơn, để rồi chúng con mau mắn đem ra thực hành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Hãy nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Rồi thế thì chúng ta vô luôn. Chương trình coi như là lớp Kinh Thánh của chúng ta tối ngày hôm nay. Một cái buổi như vậy là một buổi coi như là một buổi học, đúng không ạ? Là một lớp Kinh Thánh. Chứ tôi cũng đã nói nhiều lần rồi, ở đây nó không phải là giống như là một cái bài giảng ở trong Thánh lễ Chủ nhật. Giảng Thánh lễ Chủ nhật tôi giảng ngắn gọn, nói con điểm một à, rồi là xong. Còn cái này là mình phải khai triển, mình phải học hỏi. Thì cái này là một lớp Kinh Thánh. Đấy thì là chúng ta phải trau dồi. Muốn biết Đức Kitô thì phải chịu khó đọc lời Chúa. Thánh Jerome mới mừng kính ngày hôm 30 tháng 9 hôm qua đây. Không biết Kinh Thánh có nghĩa là không biết Đức Kitô. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ vô bài đọc 1 của Chủ nhật 27 thường niên này, trích trong sách Sáng Thế ở chương 2 từ câu 18 đến câu 24. Chúa là Thiên Chúa phán: đàn ông ở một mình không tốt, ta hãy tạo dựng cho nó một nội trợ giống như nó. Sau khi lấy bùn đất dựng nên mọi thú vật dưới đất và toàn thể chim chóc trên trời, Thiên Chúa dẫn đến trước mặt Adam để coi ông gọi chúng thế nào. Và sinh vật nào Adam gọi thì chính đó là tên nó. Adam liền đặt tên cho mọi súc vật, chim trời và muôn thú. Nhưng Adam không gặp được một người nội trợ giống như mình. Vậy Thiên Chúa khiến cho Adam ngủ say. Và khi ông đang ngủ, người lấy một xương sườn của ông và đắp thịt lại. Thiên Chúa làm cho chiếc xương sườn đã lấy từ Adam trở thành người đàn bà, rồi dẫn đến Adam. Adam liền nói: bây giờ đây xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì bởi người nam mà ra. Vì thế người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai nên một thân thể. Rồi, chúng ta học được gì qua đoạn sách thánh này? Chúng ta nhớ trong sách Sáng Thế có hai trình thuật về tạo dựng, đúng không nào? Ở chương 1 là một trình thuật và chương 2 là một trình thuật khác. Và hôm nay chúng ta đọc trình thuật này. Trình thuật coi như là trình thuật thứ hai. Nhưng mà đa số các nhà Kinh Thánh này nói là cái bản này là cái bản cổ hơn là cái trình thuật ở chương 1. Ở chương 1 cũng có nói đến vấn đề Thiên Chúa tạo dựng con người có nam có nữ. Nhưng mà chỉ nói phớt qua thôi, là nói tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Còn ở chương 2 này là mô tả một cách chi tiết hơn. Lấy cái sừng sườn ra, đắp đất vô, tạo thành bà Eva. Cái này thì là coi như là được mô tả một cách tỉ mỉ cái đoạn này đó. Có nghĩa là Thiên Chúa như một cái người thợ gốm nặng lên con người. Thế thì bây giờ chúng ta vô luôn. Ở đây chúng ta cứ theo bản văn mà chúng ta học ha. Đàn ông ở một mình không tốt. Câu này có nghĩa là gì? Có nghĩa là con người chúng ta sống là cần có nhau.
Chứ chúng ta đừng có diễn dịch ra là nói đàn ông ở mình không tốt, là cứ đàn ông con trai mà lớn lên là phải lấy vợ hết thì mới tốt. Vậy thì trường hợp của tôi thì sao? Và những người đi tu. Đúng không? Đó. Đàn ông hay là con người, nói chung dịch đàn ông thì cũng đúng. Cái chữ đó nó có hai nghĩa lận. Nghĩa là hoặc là đàn ông hoặc là con người, chứ đơn giản là con người đó. Con người sống một mình không có tốt. Sống là phải sống với nhau. Chúng ta là những hữu thể xã hội. Chúng ta không thể sống co cụm một mình như một hoang đảo được. À, đấy, cái ý nghĩa câu đó là vậy. Xong bắt đầu là, dĩ nhiên một mình không tốt là phải có nhiều mình. À, nhiều người. Rồi. Thì cái bối cảnh là Thiên Chúa lúc tạo dựng rất đủ các loại động thực vật ha. Coi như là ở đây là chủ yếu tập trung nói về vấn đề các loại động vật. Và đưa đến trước mặt Adam. Để Adam đặt tên. À, cái vấn đề đặt tên là vô cùng quan trọng. Tại sao đặt tên lại là quan trọng? Nó thể hiện cái quyền thống trị. Ở đây là Adam được Thiên Chúa chia sẻ cái quyền thống trị. Khi Thiên Chúa cho phép Adam đặt tên cho các loài động vật. Đấy, thấy chưa? Có nghĩa là Adam được Chúa trân trọng lắm. Con người của chúng ta được Thiên Chúa vô cùng trân trọng. À, thế là Adam gọi tên. Con chó, con mèo, con heo, con bò, vân vân và vân vân. À, nhìn cái con đó, đặt tên nó, cái con nó lại vậy. Dĩ nhiên, khi đó là nói bằng tiếng Do Thái. Tại vì đó là, trong đây là bản văn Do Thái. Còn bây giờ là ở trong bên Việt Nam mình thì mình đâu có dùng tiếng Do Thái đâu. Mình nói là con chó, con mèo, con bò, con heo. Đúng không ạ? À, tiện đây nói luôn, chúng ta đừng có diễn cái trình thuật mà gọi là tạo dựng này là một câu chuyện theo nghĩa đen nha. Không phải nha. Đây không phải là một câu chuyện được hiểu theo nghĩa đen. Đây đơn giản chỉ là muốn nói lên cái nguồn gốc của loài người. Nguồn gốc của muôn loài là được Thiên Chúa tạo dựng. Chứ ai là cái người mà ngồi đó mà ghi lại, chép lại, tường thuật lại cho chúng ta cái buổi gọi như là tạo thiên lập địa. Để biết rằng là Thiên Chúa tạo ra ai dông bẹ và. Đúng không ạ? Đây là một cuốn sách thánh, là một cuốn sách của niềm tin. Nói lên là chúng ta tin cái nguồn gốc của chúng ta và muôn loài muôn thú nói chung vũ trụ này là Thiên Chúa. Có nghĩa là nguồn gốc của tất cả là Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên tất cả. Rồi, trở lại đoạn văn. Ông Adam coi như là lúc đó là còn như sống rất là hòa thuận, hòa hợp với muôn thú. À, nhưng mà không có tìm ra được một người đối tác tương xứng, sống coi như là thật sự là tương xứng với mình. Nên ông cô đơn. Ông không có... ông Thiên Chúa biết chứ, Thiên Chúa biết điều đó. Nên Thiên Chúa cho ông một giấc ngủ say. Tại sao lại là ngủ say? Đấy, thì khi mình đọc sách thánh thì mình sẽ đặt câu hỏi, tại sao lại là như vậy? Thì chúng ta mới học. À, chúng ta học qua những coi như là học giả thánh kinh, các thần học gia, những người mà đọc được bản gốc, người ta đọc được trong cái ngữ cảnh, thì người ta hiểu được, thì người ta giải thích cho chúng ta. Ngủ, giấc ngủ. Giấc ngủ này thì nó cũng rất là gần với lại cái chết. À, nhưng mà thật sự thì chúng ta dịch là ngủ thì mình thấy ok hơn. Thật sự ra là nó nói lên một cái sự huyền nhiệm.
bí nhiệm. Thiên Chúa hoạt động ở nơi những cái sự huyền nhiệm và bí nhiệm. Thể hiện ở đây là một trong giấc ngủ. Thiên Chúa làm cái chuyện mà có thể là con người chúng ta không hề biết. Và chúng ta, cái trí hiểu chúng ta giới hạn lắm. Không có hiểu hết được đâu. Tại sao tôi biết bao nhiêu người đàn ông tôi không chọn, tôi chọn đúng cái ông này tôi lấy. Tại sao biết bao nhiêu người phụ nữ tôi không chọn mà tôi lại chọn đúng cái cô này tôi lấy, tôi yêu. Tôi gắn bó suốt đời. Bí nhiệm, huyền nhiệm là cái chỗ đó đó. Cái giấc ngủ qua đàm đó. Thiên Chúa lấy ra từ ông một cái xương sườn. Thật ra cái từ này trong tiếng Do Thái nó có nghĩa là bên cạnh. Nó có nghĩa là xương sườn đúng rồi, nhưng mà nó có nghĩa là ở bên cạnh. Cánh sườn này, bên cạnh sườn này, sát cánh á. Và ý nghĩa của cái từ đó có nghĩa là gì? Muốn nói lên rằng là ông A-dông và bà Eva là bình đẳng. Hai người sát cánh bên nhau. Nhưng mà cái cách, cái hành lối hành văn của tác giả sách Sáng Thế, người ta viết như vậy. Thì dĩ nhiên cái người Do Thái khi người ta đọc thì người ta rất hiểu. Có nghĩa là họ hiểu chứ. Nhưng mà tại vì nó đã ra qua bản dịch rồi, ra tiếng Việt mình, nên đâm ra là khi mình đọc thấy vậy vậy thôi, mà đôi khi mình còn diễn dịch ra sai, nói là nếu mà như vậy thì hóa ra bà Eva là coi như là thấp kém hơn ông A-dông, tại vì bà Eva được lấy từ cái sừng sừng của ông A-dông. Không phải nha. Diễn dịch như vậy là sai. Ở đây muốn nói lên rằng là bà Eva, người phụ nữ, là một đối tác tương xứng, ngang cơ với người đàn ông. Chứ không có hề coi như là có cái gì mà coi như là hạ thấp giá trị của người phụ nữ cái này hết. Nha. Đó, Chúa lấy sừng sừng ra, Chúa đắp thịt lại rồi. Xong làm thành người đàn bà. Sau này là ông A-dông đặt tên là Eva. Rồi xong ông A-dông nói, đây người đàn ông nói cái câu này. Mọi người để ý nha. Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Ý là gì vậy? Có nghĩa là một người y như tôi. Một người hoàn toàn như tôi, xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Có nghĩa là y chang, người này là cũng là một con người như tôi. Mọi người hiểu mà cái câu đó là cái ý nghĩa sâu xa là như vậy. Người đàn ông chân nhận người phụ nữ là một đối tác bình đẳng. Có xương có thịt y chang nhau. Nhưng mà là coi như là cái từ ở trong tiếng Do Thái á, cái từ phụ nữ là Isha, trong khi từ tiếng đàn ông là Ish. Nó thể hiện đến cái vấn đề là có cái sự liên kết ở đây, nó có chữ Ish chung với nhau. Đàn ông là Ish, phụ nữ là Isha. Nó có phần chung đúng không ạ? Đó, phần Ish. Và dĩ nhiên là như vậy thì chúng mới thấy rằng là nó từ xuất phát từ người đàn ông, tại gốc là chữ Ish, rồi sau đó thêm một ký tự nữa vô thì thành là Isha. Là thành người phụ nữ. Tiếng Việt chúng ta thì không thấy thể hiện chúng ta hai chữ khác nhau, đàn ông, phụ nữ hay là nam, nữ, không thấy gì hết. Tiếng Anh thì nó có đó, man, woman. Nó có chữ, trong chữ woman là có chữ man, trong người phụ nữ là có người đàn ông. Rồi. Bởi vậy nên là nó có một cái mối dây vô hình, nhưng mà nó liên kết rất là chặt giữa hai người. Tại vì hai người cùng chia sẻ cùng một bản chất là con người mà. Đúng không ạ? Thế thì là người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ của mình mà kết hợp với vợ.
cả hai nên một thân thể. Đó là thiết lập hôn nhân. Đấy. Nên là người phụ nữ được mô tả trong Kinh Thánh là một trợ tá phù hợp và tương xứng bình đẳng với người đàn ông. Không hề có một chút mảy may gì là thấp kém cả. Và Thiên Chúa tạo dựng con người là phải có nam có nữ là để chi vậy? Là để bổ túc cho nhau. Không ai nói được rằng là nam hơn nữ hay là nữ hơn nam. Mỗi người có một thế mạnh. Mà chúng ta cần bổ túc cho nhau. Để xây dựng được vương quốc Thiên Chúa là cần có sự cộng tác. Đúng không ạ? Có sự bổ túc cho nhau. Đàn ông không thì là coi như là cũng không làm được gì hết. Mà phụ nữ không trên trái đất này thì cũng không làm ăn gì được luôn. Mọi người cứ tưởng tượng à. Nếu trên trái đất này mà toàn bộ là đàn ông hoặc toàn bộ là phụ nữ thì nó là sao? Đó nên mình mới thấy là Thiên Chúa tuyệt vời lắm. Thiên Chúa rất tuyệt vời. Thiên Chúa biết coi như là tạo dựng để làm sao để cho con người nó bổ sung cho nhau. Nhưng mà khổ nổi á, rất nhiều người đã không thật sự hiểu ra được điều đó. Đấy, nên là lời Chúa đọc lại mà thấm. Để thấy rằng là cái mối dây liên kết trong hôn nhân á, đó là từ Thiên Chúa. Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người có nam có nữ. Và họ có một cái mối dây mầu nhiệm liên kết họ với nhau rồi. Họ gắn kết với nhau rồi. Và dĩ nhiên cho đến lúc đến thời, đến buổi, họ tìm thấy đến nhau, họ gặp nhau, họ yêu nhau và họ thiết lập một gia đình. Ở đây là tôi nói là tình yêu hôn nhân đích thực nha. Tình yêu hôn nhân một cách đích thực á, hai bên yêu nhau thật sự. Chứ không có hề coi như là ép gả hay là ép cưới hay là nhắm mắt đưa chân hay là muốn làm vừa lòng cha mẹ vân vân và vân vân. Rất nhiều cuộc hôn nhân, tôi không chỉ nói trong Công giáo mà cả ngoài Công giáo luôn, có nghĩa là thật sự không dựa trên tình yêu. Có thể có vì những cái động lực không đúng đắn khác. Và thế là đổ vỡ xảy ra. Ly dị. Còn nếu không ly dị thì cắn răng chịu đựng. Đó. Hay là rõ ràng nhiều người nói, ủa sao hồi trước tụi con yêu nhau lắm, nhưng mà sau này ổng sinh tật hay là bả sinh tật. Vậy là có vấn đề. Nó có vấn đề ngay từ đầu rồi. Nhưng mà tại vì lúc đó yêu thì mọi sự thấy màu hồng, chả thấy gì. Nhưng mà rồi khi về đó ở thì đã gọi là thật sự là yêu là phải yêu hết. Đón nhận cả những cái ưu và khuyết điểm của người phối ngẫu. Chứ đừng có nói là tôi chỉ thích lấy những cái tốt thôi, còn có cái xấu là thôi tôi không chấp nhận. Đấy. Nên là bài đọc 1 nhắn nhủ cho chúng ta biết được rằng là cái thiết định hôn nhân Kitô giáo mình á là nó đến từ Thiên Chúa. Chứ không phải chơi nha, cái này không phải giỡn nha, cái này là vô cùng cao trọng, cao quý. Nó được nâng lên hàng bí tích. Chúng ta có 7 bí tích à.
bí tích hôn phối. Bí tích truyền chức thánh thì cũng là ngang cơ với bí tích hôn phối thôi. Tôi chịu chức linh mục thì là cái bí tích này thì cũng là một trong 7 bí tích, thì là bí tích hôn phối cũng là một bí tích. Nếu mà xét về bí tích thì chúng ta là ngang bằng với nhau, chả có ai hơn ai hết trơn á. Không có nói là linh mục là hơn những người giáo dân, không có, không hề. Sách thánh hay là giáo hội không bao giờ dạy như vậy, không bao giờ nói là bí tích truyền chức thánh là cao trọng hơn bí tích hôn phối. Never ha, không bao giờ. Hay là ngược lại, là nói bí tích hôn phối hơn bí tích truyền chức thánh, không hề. Mỗi cái nó có một cái giá trị riêng. Và tôi cứ hay nói đùa với một số các cặp hôn nhân hay là những người tu sĩ ấy, mình nói tính ra cái đám tu sĩ của tụi mình cái hồi là mình chưa chịu chức, nói đám tu sĩ tụi mình hả là còn thua mấy ông bà người ta lập gia đình nhau, họ là có dư bí tích hôn phối, còn tụi mình chỉ là thuộc hạng giống như á bí tích thôi, bí tích phụ, ví dụ là mới là tu thầy tu sơ đó, chưa có bí tích truyền chức thánh, thì tính ra là đâu có phải bí tích đâu. Thì họ cũng chỉ là những người coi như là gọi là sống đời sống thánh hiến. Họ đang trên con đường coi như là theo Chúa Kitô một cách gần gũi hơn. Và không có được bí tích. Lời khấn dòng không được xếp vào bí tích. Lời khấn dòng chỉ có thể được xem như là á bí tích mà thôi. Hay là phụ bí tích. Chỉ có truyền chức thánh. Bí tích truyền chức thánh thì mới là được thành bí tích. Đó, rồi chúng ta như vậy chắc cũng là đủ cho bài đọc 1. Chúng ta bỏ qua phần đáp ca ha. Phần đáp ca thì cũng là đáp lại cho sau khi nghe bài đọc 1 ở Thánh Vịnh 127. Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng con hết mọi ngày trong đời sống chúng con. À. Thiết lập đời sống hôn nhân, hai vợ chồng đưa nhau trước tới bàn thờ Chúa để xin Chúa chúc phúc cho hôn nhân của mình. À. Nhưng mà rồi quan trọng là hai vợ chồng có thật sự mở ra để đón nhận ơn lành hay không? Có thật sự cố gắng để xây dựng hạnh phúc hay không? Hay là được ở thời gian rồi bắt đầu sinh tật? À. Rồi không có thật sự khiêm nhường để lắng nghe nhau, để đón nhận nhau. Thế là ly dị. Rồi, chúng ta sang bài đọc 2. Bài đọc 2 là bài trích trong thư gửi cho tín hữu Do Thái. Chương 2, câu 9 đến câu 11. Anh em thân mến, đấng trong một thời gian bị hạ xuống kém các thiên thần là Đức Giê-xu, chúng ta thấy người được triều thiên vinh quang và danh dự vì cuộc tử nạn của người, để nhờ ơn Thiên Chúa người chịu chết thay cho mọi người. Quả thật, thật là thích hợp việc Chúa là nguyên nhân và cùng đích của mọi vật, đã dẫn đưa nhiều con cái đến vinh quang và đã lấy cuộc khổ nạn mà làm cho đấng đem lại ơn cứu độ được hoàn hảo. Vì chưng đấng thánh hóa và những người được thánh hóa, tất cả đều do một nguồn gốc. Vì thế người không hổ thẹn gọi họ là anh em. Rồi. Cái điểm chính yếu của bài này thì nhắc nhở cho chúng ta là cái gì? Đó, cái mà tôi vừa đọc và tôi vừa nhấn. Đấng thánh hóa và những người được thánh hóa, tất cả đều do một nguồn gốc. Chúng ta có một nguồn gốc chính là Thiên Chúa. Đúng không ạ? Đó. Rồi, ngay từ đầu thì cái vấn đề là thư Do Thái, tiện đây tôi nói luôn, thư Do Thái không phải là thư Phao-lô nha, thưa quý ông bà anh chị em. Ngày xưa, cả một thời gian dài là chúng ta được dạy rằng là thư Do Thái cũng là thư của Phao-lô, nhưng mà càng về sau này thì các học giả thánh kinh chúng tôi đã đồng ý rằng là thư Do Thái có thể là một môn đệ của Phao-lô mà thôi. Có một số các cái hành văn cũng hơi giống, nhưng mà thật sự cái chủ đề nó không có liên quan gì, không có dính dáng gì đến các cái chủ đề của các thư Phao-lô khác.
Nên là chúng ta nói rằng là thư này không phải là thư của Thánh Phaolô viết. Nên chúng ta chỉ thấy rằng là thư gửi tín hữu Do Thái. Có nghĩa là nặc danh. Tác giả đây không biết. Chúng ta không biết ai. Nên là đây là một thư nặc danh. Có thể đây là thư duy nhất trong tất cả các sách sách thánh. Trong tất cả các sách thuộc bộ sách thánh. Đây là thư nặc danh. Tất nhiên là không có biết tên tác giả. Rồi, ở chỗ này không thấy cái đoạn tôi đọc ở bên cái bản văn của các dịch kinh phụng vụ thì nó khá là tốt hơn. Cái bản này tôi lấy của bên thánh thánhlinh.net không được tốt. Thì ở bên cái bản kia tôi đọc á, thì là nói rằng là Đức Giêsu đã trở nên một vị lãnh đạo thập toàn á. Lãnh đạo thập toàn là nhờ cái gì? Là nhờ Ngài đã trải qua tất cả mọi đau khổ. Muốn trở nên thập toàn, hoàn hảo, thì Đức Giêsu phải trải qua tất cả mọi khổ đau. Đã là người chúng ta không thể tránh khỏi đau khổ. Đúng không nào? Đau khổ là một cái thực tại rất là thật trong đời sống con người. Chúng ta không có thể chối cãi được. Đức Giêsu đã được đó, coi như là đã được Chúa Cha sai đến làm người. Ở đâu này coi như là đó là thua kém các thiên thần. Có nghĩa là sao về xuống làm người thì trong cái não trạng của người Do Thái đúng là người là không bằng cái thiên thần. Thiên thần là những mấy cái đấng ở đâu vô hình bay bay ở trên kia với lại ở bên tòa Chúa. Nhưng mà rồi Ngài phải như vậy. Ngài phải mang thân phận con người. Để rồi Ngài mới cứu độ được. Ngài cảm nếm hết tất cả những khổ đau. Và Ngài dùng chính cái khổ đau đó, Ngài biến đổi cái khổ đau đó thành ơn cứu độ. Và bây giờ tất cả mọi khổ đau con người, chúng ta không còn lẻ loi nữa. Chúng ta được kết hợp trong sự đau khổ của Đức Kitô. Cứu độ là cái chỗ đó đó. Có nghĩa là mình được chính Thiên Chúa chia sẻ và thông phần đau khổ với mình. Nên là môn đệ Đức Kitô thì phải đi theo Ngài thôi. Phải đi trên con đường thập giá thôi. Đừng có mơ là luôn luôn bước trên thảm đỏ. Hay là cuộc đời toàn hoa hồng. Hoa hồng cũng đầy gai. Đấy. Nên là muốn học trở nên hoàn hảo như Đức Kitô thì cũng phải trải qua đau khổ mà thôi. Đấy. Nên là cái đó là những cái điểm mà chính yếu mà của bài đọc 2 muốn hướng dẫn chúng ta. Chúng ta được nên thánh hóa là nhờ liên kết với Đức Kitô. Thánh hóa trở nên thánh, nên thần, nên Chúa. Là chúng ta nhờ trung gian là Đức Kitô. Đức Kitô đã đi trước và thế là chúng ta theo sau. Đó. Chỉ có một con đường. Chỉ có một con đường đó mà thôi. Con đường đây là chính là Đức Kitô. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Và con đường đó là con đường thập giá. Đừng mơ mộng. Đừng ảo tưởng là theo Chúa là sẽ được thoát hết tất cả mọi thập giá, tất cả mọi đau khổ. Không có đâu. Chúng ta phải đi qua. Chúng ta phải cùng với Đức Kitô đi xuyên qua đau khổ. Chứ chúng ta không thể nào né tránh được. Và một lòng tin tưởng phó thác cho tới cùng.
như Đức Kitô vậy đó. Đó mới là một môn đệ đích thực của Đức Kitô. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sang bài tin mừng. Bài tin mừng thì trích trong sách Tin mừng của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco ở chương 10 từ câu 2 đến câu 16. Chúng ta cùng nghe nhé. Khi ấy những người biệt phái đến gần và hỏi thử Đức Giêsu rằng: người ta có được phép ly dị vợ mình chăng? Người đáp: ông Môsê đã truyền cho các ông thế nào? Họ thưa: Môsê cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: chính vì sự cứng lòng của các ông mà Môsê đã viết ra điều luật đó. Chứ như lúc khởi đầu của sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình và hai người sẽ nên một huyết nhục. Như thế họ không còn là hai mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi người về điểm đó. Và người bảo các ông: Ai bỏ vợ mình mà lấy vợ khác thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước. Và người nữ bỏ chồng và lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình luôn. Bấy giờ người ta đưa những đứa trẻ đến cùng Đức Giêsu để người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy vậy Chúa Giêsu bất bình và bảo các ông rằng: hãy để các trẻ nhỏ đến với thầy, đừng có ngăn cản tụi nó, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng. Thầy bảo thật các con, ai không đón nhận nước Thiên Chúa như các trẻ nhỏ sẽ không được vào nước trời. Rồi người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng. Rồi. Bài tin mừng liên hệ với lại bài đọc 1 đúng không nào? À, cũng nói về vấn đề hôn nhân và ly dị. Mấy người này cũng thử hỏi Chúa Giêsu là để muốn gài bẫy. À, đã coi như là họ đặt ra vấn đề cũng khá là hóc búa đấy. À, chứ không phải không nào. Họ mới nói rằng là: thưa thầy, vậy có được ly dị không? Thì dĩ nhiên chúng ta biết là xã hội Do Thái là xã hội trọng nam khinh nữ hả? Coi như là độc tôn người nam. Nên là họ nói là phải cho phép ly dị vợ. Thì Chúa Giêsu trả lời họ bằng một câu hỏi. Chúa hỏi ngược lại: ông Môsê nói sao? Ông Môsê truyền sao? Có nghĩa là Chúa nhắc cho họ đọc lại Torah. Torah là sách sách luật á, sách luật của họ. Thì họ thưa đúng. Họ nói ông Môsê cho phép ly dị. Ông Môsê cho phép là làm giấy ly dị, có nghĩa là cho phép người đàn ông viết giấy ly dị cho một người phụ nữ nếu mà nàng không làm cái gì đó mà không hợp đối với chồng mình. Tự nhiên người đàn ông có quyền tuyên bố là tôi không thích cô này thích hợp nữa, đổi, viết giấy ly dị. Trong luật có ghi. Cái xong mày chưa mới nói tiếp. Thật ra đó là tại vì mấy ông bướng bỉnh cứng đầu. Nên là ông Môsê ông phải chiều theo, ông viết cái luật đó thôi. Cái này là do mấy ông hết á. Chúa Giêsu nói vậy đó. Chứ thuở đầu có vậy không? Chúa kéo cho mấy ông nó phải đi về trên nguồn gốc. Nguồn gốc của tạo dựng, nguồn gốc là chính Thiên Chúa. Lúc đầu Thiên Chúa muốn sao? Thiên Chúa tạo dựng con người có nam có nữ. Thấy chưa? Chúa nhắc lại đó, Chúa trích lại trong sách Sáng Thế ở chương 2. Là cái bài đọc 1 chúng ta vừa mới nghe.
À, hai người coi như lìa bỏ cha mẹ rồi cuối cùng là coi như là phải gắn bó với nhau, thiết lập hôn nhân, trở nên một. Chúa nhấn một cái câu mà coi như là trên các cái thiệp cưới là chúng ta hay thấy lắm. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ hay là không được phân ly. Thế thì sao? Hiểu câu này sao? Nếu mà thật sự hai người đến với nhau bằng tình yêu đích thực là Thiên Chúa chúc lành, chúc phúc. Và Thiên Chúa tác thành và kết hợp và dứt khoát là không có phân ly. Thiên Chúa muốn bảo rõ ràng mình nói chính họ, họ đâu bao giờ muốn phân ly đâu. Khi họ yêu nhau tha thiết. Mọi người đồng ý với tôi không? Họ không phân ly đâu. Họ càng ở với nhau, họ càng yêu nhau, thông cảm, hiểu nhau hơn. Lúc đầu thì tình, nhưng mà lúc sau là nghĩa. Nghĩa vợ chồng, gắn bó lắm. Có thể là thật, trẻ nó khác, càng lớn tuổi nó sẽ càng khác, nhưng mà người ta vẫn yêu nhau lắm. Mọi người có thấy không? Có những cặp vợ chồng già rồi mà vẫn còn mùi lắm. Thật tình là như vậy. Rất yêu thương nhau. Đó. Những cái dấu chỉ Thiên Chúa chúc lành là chỗ đó. Thiên Chúa đã kết hợp thì mọi người không có bao giờ phân ly đâu. Nhưng mà đa số chúng ta cứ hiểu câu này là có nghĩa là Chúa coi như là kết hợp lại như vậy thì không được phân ly rồi, xong mà thật sự ra chúng ta đã xây dựng hôn nhân không phải trên tình yêu đích thực. Thế thì bây giờ càng ở với nhau càng khổ, càng đem hoảng mục đến cho nhau thôi. Thì tốt nhất là chia tay. Tốt nhất là ly dị. Tôi nói thẳng. Tại vì thật sự có còn yêu đâu. Có là tình yêu chân thật đâu. Thì có làm gì mà có được Thiên Chúa chúc phúc. Làm gì có thì có chuyện mà Thiên Chúa kết hợp. Cái đó là do con người chúng ta kết hợp. Cái đó là do con người cố tình kết hợp lại. À, hôn nhân không có tình yêu thì hôn nhân coi như đã chết. Cái mối dây liên kết vợ chồng nó đã đứt rồi. Ráng ở với nhau trong một cái mái nhà nhưng mà thôi, lòng trí là xa nhau, xác thân xa nhau là chuyện một chuyện rồi, lòng trí cũng xa nhau luôn. Thế thì chỉ là cái show ra cái bộ mặt giả tạo. Nhưng mà phải nói là vì con người chúng ta yếu đuối, rất nhiều trường hợp tôi biết vẫn phải sống như vậy. Tại sợ cái này, sợ cái kia. Đúng không ạ? Nên là thôi thì bây giờ Thiên Chúa cũng phải đầu hàng. Thiên Chúa cũng phải chịu con người chúng ta thôi. Thiên Chúa thương chúng ta lắm. Thiên Chúa thương chúng ta vô cùng luôn. Nhưng mà Thiên Chúa cũng phải để chúng ta, vì chúng ta, Chúa đã để cho chúng ta sự tự do. Chúa tôn trọng. Chúa không có ép ai. Cái đó là do mình chọn. Mình chọn rồi mình khổ thôi. Chứ cái đó thật sự Chúa không có chọn. Mọi người có thấy có những cặp vợ chồng nó vừa là ly dị xong rồi tái hôn. Và tái hôn cái hôn nhân sau lại họ rất hạnh phúc và họ hạnh phúc cho đến chết không? Đó. Đó là những cái dấu chỉ đó. Có nghĩa là có thể là hôn nhân trước là thật sự, chưa phải là tình yêu chân thật. Nhưng mà cái hôn nhân sau á, mới là sự chúc lành, mới là cái sự Thiên Chúa kết hợp à. À, dĩ nhiên tôi không có gọi là cổ võ cho vấn đề ly dị với ly thân. Nhưng mà
những cặp nào mà đến với tôi tư vấn, nói chuyện, gặp linh hướng, tôi cũng sẽ cố gắng để gắn kết. Nhưng mà nếu mà cái khoảng cách nó đã quá lớn rồi đó, và thật sự tôi thấy rằng là nó không còn tình yêu nữa, thì tốt nhất là tôi cũng nói là tôi để cho anh chị quyết định á. Tuy nhiên tôi không có xúi họ ly dị, nhưng mà tôi tin rằng là với sự soi sáng của Thánh Thần họ sẽ quyết định. Thì tôi chỉ đặt ra đó, đó anh chị chọn đi, như vậy, đúng không? Tao không như vậy không? Rồi, có nghĩa là anh chị là người chọn, Chúa tôn trọng, không gì chơi hết. Níu kéo để làm gì? Níu kéo rồi cuối cùng có được gì không? Có hạnh phúc không? Chúa có muốn nhìn mình như vậy không? Hay là cũng chỉ là vì mang danh công giáo rồi sợ ly dị rồi là không cái được rước lễ rồi cái gì vân 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 vân, nhiều lý do đó, rồi sợ người ta cười rồi. Ôi, quan trọng là bạn phải sống thật với chính mình. Cái điều đó mới là điều quan trọng. Phải sống thật với chính mình và sống thật trước mặt Chúa. Nếu còn cứu vãn được, còn khiêm nhường để lắng nghe, để coi như là tha thứ cho nhau, để làm lại từ đầu, thì hãy làm. Còn nếu mà gọi là cạn tàu ráo máng rồi, nói chung là không còn tình cảm gì nữa, thì tốt nhất là chia tay. Chứ giả tạo làm cái gì? Đó, nhưng mà phải nói chứ là có những cái trường hợp phải nói là rất là rối rắm, không thể chia tay. Thôi thì bây giờ thì chịu thôi, thôi bây giờ tùy cô, tùy chị, hay là tùy chú, tùy anh thôi. Thôi bây giờ mình đã chọn thì mình phải chịu. Vậy thôi. Mình có tự do và mình phải có trách nhiệm. Mình đã có tự do để mình đến với nhau gắn kết, và bây giờ mình phải có trách nhiệm. Vậy thôi. Đó. Nên là phải rõ nha, sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân chia. Mà thật sự là Thiên Chúa kết hợp nha, chứ không phải là do mình cố tình mình kết hợp và mình nói ra cái đó là Chúa kết hợp. Cái dây liên kết này là cái dây liên kết tình yêu đích thực. À. Rồi một điểm nữa tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em ở cái phần thứ hai là nói về vấn đề Chúa nói bỏ vợ và lấy vợ khác là ngoại tình, hay là bỏ chồng và lấy chồng khác là ngoại tình. Ở đây Thánh Marco viết khác với Thánh Matthew. Thánh Matthew viết là chỉ có người đàn ông bỏ vợ thôi. Chồng Thánh Marco là có viết thêm có người phụ nữ bỏ chồng. Thì có nghĩa là cái bản văn này được viết cho những người Kitô hữu mà gốc dân ngoại. Ví dụ cái thời đó là La Mã với Hy Lạp. Thì trong cái chế độ Hy La đó là người ta có vấn đề, người ta cho phép là phụ nữ ly dị chồng. Nó mới thể hiện qua những cái lời văn như vậy. Còn Matthew viết cho Do Thái, và Do Thái là cái chuyện là không có nha. Nữ không bao giờ được ly dị chồng. Chỉ có đàn ông ly dị vợ mà thôi. Nữ không có quyền. Đàn ông thấy mà không vừa mắt, không thích là cứ thế là viết giấy ly dị, đuổi vợ, để chứ rồi cấp cái giấy đó để cho coi như là cô ấy có thông dâm, chứ nếu mà cổ mà đi lấy người khác mà không có giấy thì là không được, nghĩa là phải có cái giấy đó, giấy là ly dị, mà do người chồng ly dị chứ không phải là vợ ly dị nha. Cái đó là đối với Do Thái, còn cái này là Marco á, viết cho cái cộng đồng này gốc dân ngoại Hy Lạp La Mã, thì có vấn đề là người nữ họ có quyền ly dị chồng. Không thích thì lấy gì? Và Chúa nói làm như vậy thì hai bên nào lấy gì thì coi như lấy người khác thì cũng như là ngoại tình. Chứ còn gì nữa? Nó ngoại tình còn gì nữa? Cái tình lúc đầu là coi như là phải là hai người gắn kết với nhau, yêu thương nhau. Một và chỉ một mà thôi. Bây giờ bắt đầu qua tới người thứ hai rồi còn gì? Ngoại tình. Và đoạn kết
của bài tin mừng ngày hôm nay là Chúa lại ôm mấy đứa nhỏ. Chúa chơi với mấy đứa bé. Nó đến nhưng mà mấy ông môn đệ có vẻ khó chịu, đuổi tụi nó đi, la ba mẹ tụi nó. Nhưng mà Chúa Giêsu lại la mấy môn đệ. Chúa nói, ấy anh em để cho mấy đứa nhỏ đến chơi với thầy chứ. Tại vì sao? Nước Thiên Chúa thuộc về những người giống như chúng. À, hôm nay chúng ta lại là mừng kính Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, thánh nữ nổi tiếng với con đường thơ ấu thiêng liêng, hay là con đường nhỏ, có nghĩa là sống như trẻ thơ, hoàn toàn phó thác. Đấy. Nước trời là thuộc về cho những người, dành cho những người có tâm hồn trẻ thơ. Chúng ta già đi thật, về coi như là thể lý chúng ta già đi thật, nhưng tâm hồn của chúng ta hãy giữ mãi một tâm tình trẻ thơ đối với Chúa. Trẻ thơ là gì? Là rất ngoan ngoãn, rất vâng lời, đúng không nào? Đơn sơ và phó thác nơi bố mẹ chúng lắm. Bố mẹ cho gì nhận đó thôi, đâu biết gì đòi gì hơn đâu. À, mà vâng lời, vâng phục. Cái vấn đề ở đây là chúng ta bất tuân, chúng ta cho rằng chúng ta đúng và chúng ta bất tuân. Đấy. Thế là bởi vậy mới nói là những người mà vào nước trời là những người phải có tâm tình trẻ thơ, vâng phục thánh ý Thiên Chúa, lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành. Như vậy mới gọi là vâng phục, như vậy mới gọi là trẻ thơ. Chứ thôi thôi lấy đủ lý do hết trơn, lấy đủ lý do để coi như là không vâng theo lời Chúa, lấy đủ lý do để ly thân ly dị. Khi người ta đã ghét nhau rồi thì người ta tìm đủ mọi lý do để nói. Mọi người có đồng ý với tôi không? Khi người ta đã muốn chia tay rồi thì ôi, nhiều lắm. Kê ra cả một danh sách dài dằng dặc. Không hợp. Đấy nha. Coi như là đủ trò. À. Tại vì họ không đủ khiêm nhường, họ không đủ đơn sơ để thật sự để lắng nghe nhau và tha thứ cho nhau. Đón nhận nhau như chính họ là. Trời ơi, cái này là một cái thách đố với con người chúng ta lắm. Chúng ta thường hay đòi hỏi người khác phải theo cái ý của mình. Còn nếu mà mình không có làm theo ý họ đó thì thôi họ nghỉ chơi. À, đúng không ạ? Nhưng mà lời Chúa dạy ta rằng phải mở lòng ra để đón nhận anh chị em mình. Đón nhận họ là chính họ. Như Thiên Chúa đón nhận mỗi người chúng ta là chính chúng ta. Chị Thúy là chị Thúy, chị Thủy là chị Thủy. Anh Thuấn là anh Thuấn. À, anh Quang là anh Quang. À, chị Tin là chị Tin, chị Tâm là chị Tâm, chị Hồng là chị Hồng, chị Lan là chị Lan. Với tất cả mọi ưu khuyết điểm. Nếu Chúa không chấp nhận thì làm sao mà chúng ta còn ngồi đây? Đúng không ạ? Còn sống đây. À, chúng ta, Chúa chấp nhận chúng ta mà. Ưu khuyết điểm gì, coi như là những cái gì chúng ta làm tốt hay là xấu gì Chúa cũng chấp nhận ta hết à. Chúng ta đâu, Chúa đón nhận ta hết à. Chúa tha thứ à. Nhưng mà chúng ta lại chúng ta chấp nhất nhau. Chúng ta không chấp nhận nhưng mà chúng ta chấp nhất. Chúng ta xét nét.
chúng ta coi như đòi hỏi người khác phải như thế này, phải như thế kia thì mới được. Hay. Cái vấn đề nó nằm ở đó. Không thực sự mở ra để đối thoại và lắng nghe nhau. Ta cứ đòi người khác phải có những suy nghĩ, lời nói và hành động như ta mong muốn. Ta không chấp nhận cái sự khác biệt. Mà cuộc đời là đầy dẫy sự khác biệt. Và mỗi chúng ta là độc đáo, là khác biệt. 7 tỷ người hơn 7 tỷ người là 7 tỷ cái nhân vị. 7 tỷ coi như là sự khác biệt. Ok. Đừng có mơ mộng và ảo tưởng. Để coi như là để thay đổi người khác. Phải chính họ thay đổi thì mới được. Vì tình yêu, dĩ nhiên thì chúng ta thấy nếu mà chúng ta được góp ý, chúng ta thấy có những gì mà chúng ta còn khiếm khuyết, chúng ta thay đổi sửa chữa. Nhưng mà đôi khi vậy nè, họ chỉ sửa được chữa được tới đó thôi à, không khá hơn được. Thì đừng có ép người ta. Đúng không ạ? Đó. Tâm tình trẻ thơ là như vậy. Đó, đây là một cái chìa khóa để sống đời hôn nhân đây nè. Cái tâm tình trẻ thơ này nè. Em đón nhận anh đón nhận em. Ta yêu nhau. Không? Rồi xong theo em cũng thấy anh có những cái là em thấy em không có vui, em không hài lòng lắm. Em đó có nghĩa là thí dụ mình cũng phải nói ra cái ý của mình. Hay là anh thấy ở nơi em vậy. À. Nhưng mà thì diễn đâu thì nghe mình tiếp nhận và mình thấy rằng là a mình có thể điều chỉnh được thì mình điều chỉnh, còn nếu không thì phải nói cho, phải bày tỏ cho cái người bạn đời mình biết. Trời ơi, có nghĩa là nếu cho anh thương em, em thương anh thì bây giờ là mình yêu thương nhau, mình phải đón nhận như vậy thôi chứ bây giờ làm sao. Có những cái có thể thay đổi được nhưng có những cái không thể thay đổi được. Tôi thích cái lời nguyện thành tâm đó. Mọi người biết lời nguyện thành tâm không? Lời nguyện sự thành thật đó, hay là thành tâm? Lạy Chúa, xin Chúa thay đổi, xin Chúa biến đổi con, nơi con những gì có thể thay đổi được. Và xin Chúa ban cho con bình an, đón nhận, chấp nhận những gì không thể đổi thay. Đó, lời nguyện thành tâm là cái chỗ đó đó. Thành thật là chỗ đó đó. Từ ở nơi mình và cũng như là cho người nơi người khác. Xin Chúa biến đổi chồng con hay vợ con hay con vậy đó. Nhưng mà thôi, con cũng phó dâng họ cái người con yêu cho Chúa. Biến đổi được đến mức nào thì thôi. Đó, thì bây giờ giữa Chúa với người đó thôi. Chứ chúng ta không phải là Chúa để chúng ta biến đổi, mà thậm chí Chúa cũng không biến đổi. Chúa cũng không có biến đổi cái người kia nữa. Chúa tôn trọng cái tự do đó. Chúa không có dùng quyền năng của mình, của Ngài, coi như Ngài là toàn năng mà, để Ngài công nhận ép cái người đó. Nó đang nhậu dữ quá phải không? Chỉ tay một cái, nó bỏ liền. Nó không uống một ly nào luôn. Không. Cái đó là do ý chí của người đó. Chúa tôn trọng. Ý chí tự do mà. Không ép. À, thấy chưa? Đấy thì bây giờ mình phải nói là đó, mình mở vậy, mình phải có tâm tình trẻ thơ là như vậy. Theo gương chị Thánh Teresa, Hài Đồng Giê-xu. Cứ đơn sơ phó thác, cứ đón nhận. Chúa ban gì con cũng nhận cho. Vui buồn sướng khổ gì con cũng ok. À. Đó, chỉ tới giờ khi mà gặp những cái sự coi như là khốn khó thì lại Chúa sẽ ban cho con thêm sức mạnh và can đảm để con đi.
chọn con đường. Vậy thôi. À, nếu đẹp lòng Chúa cất bớt giùm con. Mà nếu đẹp ý Chúa nha. Chứ phải là ý con muốn Chúa cất. Không phải là ý con muốn Chúa cất thánh giá cho con. Không phải. Con phó thác. À, đấy nên là cái tâm tình trẻ thơ là cái chỗ này đây nè. Muốn sống đời hôn nhân cho nó gắn kết bền lâu, hãy có tâm tình trẻ thơ. À, tình yêu đích thực đơn sơ lắm, không có phức tạp. Con người chúng ta làm phức tạp vấn đề. À, con người chúng ta làm phức tạp vấn đề. Thiên Chúa đừng nhớ đơn giản vô cùng. Tình yêu đích thực, tình yêu chân thật cũng đơn giản vô cùng, không phức tạp. Chính con người chúng ta làm phức tạp vấn đề. À, đó nên là mỗi lần mà chúng ta đọc sách thánh, chúng ta được lời Chúa nhắc nhở. À, tóm lại là lời Chúa trong Chủ nhật thứ 27 thường niên nói với chúng ta điều gì? Chúa nhắc cho chúng ta là cái định chế hôn nhân đó là xuất phát từ Thiên Chúa. Thiên Chúa chúc lành đặc biệt cho định chế hôn nhân. Người nam, người nữ khi lớn lên cảm thấy có một cái sức hút đối với nhau. Phải có hút như vậy, phải có yêu như vậy thì mới có gia đình mới chứ. Mới có sự gắn kết chứ. Rồi mới có tiếp tục những thế hệ tương lai nối tiếp chứ. Sự sống mới được tiếp tục kéo dài chứ. Đúng không nào? À, dĩ nhiên. Mình nói là cái sức hút đó, tình dục nó chỉ là một phần ở trong đó. Đúng không ạ? Một phần đáng kể đó, quan trọng đó. Chúa đặt để trong con người ta có tính dục. Có tình dục. Để chúng ta cảm thấy hấp dẫn nhau, gắn kết với nhau. Cái ý nghĩa sâu xa của tính dục là sự nối kết. Nối kết ở đây không phải là chỉ là hai thân xác với nhau. Không. Nó là toàn bộ một cái bản thể, một cái cuộc đời hòa quyện vào nhau. Xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Ở đây, xương với thịt ở đây muốn nói là về cuộc đời. Cuộc đời ta hòa quyện vào nhau, cuộc đời ta chia sẻ chung phần với nhau. À, đó nên là lời Chúa nhắc nhở cho tất cả các cặp hôn nhân hay là những người sắp bước vào đời sống hôn nhân. À, phải biết rằng là hôn nhân cần phải xây dựng trên tình yêu chân chính, tình yêu đích thực. Thì đó là một sự chúc lành của Thiên Chúa. Và đó là sự kết hợp của Thiên Chúa. Và không có gì có thể chia cắt. Bất cứ cái gì cũng không thể chia cắt. Những cái tác động bên ngoài không bao giờ chia cắt được tình yêu đích thực. Mọi người có thấy không? Có những cái cặp mà nó đã yêu nhau rồi á. Trời gầm không nhả. Hai gia đình chống cỡ nào thì chống. Vẫn cứ là yêu nhau và lấy nhau. Và gắn bó trọn đời. Cho dù coi như là nhiều cái lực của ngoài có thể là gặp nhiều vấn đề khó khăn, nhưng khi người ta đã yêu nhau đích thực, không có gì phân rẽ họ được. Bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu sóng gió mà người ta vẫn cứ đi qua, vẫn yêu thương nhau, vẫn gắn bó. Đó, chúng ta phải hiểu được là sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân chia là như vậy. Ok, xin cảm ơn tất cả quý ông bà anh chị em rất là nhiều đã chú ý lắng nghe buổi chia sẻ livestream của tôi tối ngày hôm nay. Và giờ đây chúng ta dành ít phút để trả lời một số câu hỏi nếu có. Và nếu các bạn thấy bổ ích, xin các bạn hãy bấm share, chia sẻ cho các bạn khác trên Facebook của mình cùng được học hỏi lời Chúa. Xin cảm ơn. Có một vài câu hỏi thì phải. Hay là có một số phản tỉnh
Chị Ni nói là đó, tại sao Chúa không lấy bớt một số thư ngón tay hoặc ngón chân để tạo ra phụ nữ mà Ngài dùng xương sườn? Đúng rồi đó, hồi nãy em giải thích rồi đó chị Ni. Cái xương sườn có nghĩa là cái bên cạnh. Cái chữ đó nó cũng có nghĩa là bên 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 ngay bên sát sát cạnh này, sát cạnh bên mình đây. Bình đẳng. Không lấy xương đầu, xương tai, xương mắt, xương mũi, xương gì đó, không lấy. Lấy xương sườn. Việc ngang bằng người đàn ông thì người đàn ông còn có phải biết trân trọng và che chở bảo bọc cho người phụ nữ bên mình, vì xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Đúng rồi. Có nghĩa là chúng ta tuy hai mà một, một mà hai nhưng mà hai mà một. Là chính cuộc đời tôi. Em bây giờ là chính cuộc đời anh, và anh bây giờ là chính cuộc đời em. Đó. Chúng ta sẽ hết lòng vì người mình yêu. Yêu thương, trân trọng, bảo vệ, che chở. Đó, yêu là phải như vậy. Đấy. Thì ngay đoạn hai vấn đề sự diện cho cái thảo là người đó ai không đón nhận Đức Thiên Chúa như trẻ nhỏ sẽ không được vào nước trời, không liên quan gì với nhau, sao ở chung trong một bài nhỉ? Rồi, nãy giờ chị nghe chưa? Nãy giờ hy vọng chắc chị Thiên Nga ở Dầu Tiếng đã nghe xong bài em giảng rồi vậy. Hai ý đó không có dính dáng gì, hàng đầu nó dính dáng đó. Em vừa mới triển khai xong. Sống đời như sống hôn nhân cần có tâm tình trẻ thơ. Thật sự khiêm nhường để lắng nghe nhau, để đón nhận nhau và phó thác nơi Thiên Chúa. Đúng không? Hai người là chứ đã không người nào cũng cương hết trơn hết á, người nào mà cũng coi như là cho là mình đúng hết trơn lại bể hết, đổ bể hết, nhan nhản ra. Bây giờ và tỷ lệ ly dị càng ngày càng nhiều, ngay cả trong giới Công giáo, tại vì cái tôi của con người ta nó to quá, nó không, người ta đâu có, họ không chịu làm con nít, họ không làm chồng, chịu làm trẻ thơ. Ok, tôi đây mới đúng, cô sai, hay là anh sai, em sai. Coi như là cứ đúng đúng và sai sai, chúng ta phán xét nhau, và chúng ta như vậy là không có tâm tình trẻ thơ. Hy vọng là qua bài hôm nay thì mọi người được hâm lại tình yêu hôn nhân của mình. Và rồi những ai chuẩn bị bước vào hôn nhân thì có một cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Đó là một quyết định lớn trong đời. Hôn nhân đâu phải chuyện chơi. Đó là một quyết định rất lớn trong đời. Hai con người đến từ hai gia đình, hai bối cảnh, hai hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau mà yêu thương gắn kết với nhau. Như vậy là cần đòi hỏi một cái sự coi như là mở rộng lòng lắm luôn để đón nhận nhau với những cái sự khác biệt. Thì mới coi như gắn kết, coi như chung thủy, coi như là răng long đầu bạc, mấy trăm năm hạnh phúc được. Còn nếu không thì coi như là có những cặp hôn nhân phải nói mới được có mấy tháng đã bỏ nhau rồi, hay mới được 5-2 năm bỏ rồi. Coi như là không, coi như là nếu mà thật sự không không có tâm tình trẻ thơ thì đúng rõ ràng là mau bể lắm, coi như mau tan lắm. À, hai bên cần phải nhẹ nhàng lắng nghe nhau, chứ không phải cứ là toàn toàn là thí dụ ông chồng đòi bà vợ phải nghe, bà vợ đòi ông chồng phải nghe mình là sao? Có nghĩa là hai bên cũng phải nghe, nghe để nói lên cái tâm tình là em cảm thấy như vậy đó, có thể là anh không có ý gì nhưng mà em cảm thấy như vậy, hay là anh cũng phải nói ra cái gì anh muốn,
cái gì anh cảm, cứ rồi cứ đi cứ giữ giữ kín im 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 im, im. Đến lúc là bể luôn, không đối thoại, không lắng nghe nhau vậy chứ. À, cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó, không đủ khiêm nhường, không đủ đơn sơ như trẻ thơ. Và chúng ta già đã vậy, chúng ta cho rằng chúng ta lớn rồi, người lớn rồi, chúng ta có quan điểm rồi, ta đâu có chịu nghe ai đâu. À, nên là hóc búa khó, nhưng mà không có gì là không thể làm được. À, trông cậy vào Chúa, cố gắng cầu nguyện ha, rồi khiêm nhường, đã học ở nơi lời Chúa, là sách thánh chỉ chúng ta hết rồi, chịu khó đọc rồi gẫm rồi thực hành. Đấy. Thế là mọi sự tốt đẹp. Còn cái vấn đề là tại vì con người chúng ta mà thôi. Chứ đừng có đổ thừa, không có đổ thừa trời, đổ thừa đất, cái chăng đổ thừa, không có đổ thừa chứ, chả có lỗi phải gì trơn đây. Nói được, à, được, bây giờ thế nào gọi là sai, thế nào là đúng. Sai của người ta có thể đúng với mình, nhưng mà sai ở mình mà vẫn có thể đúng với người ta. À. Đấy. Nên lại hả, chỉ có phải là mở rộng trái tim mà thôi. Mở rộng trái tim đi để mà đón nhận nhau, đón nhận sự khác biệt. Đó là mấu chốt của vấn đề, đó là chìa khóa để sống đời sống chung. Sống đời sống chung là phải chấp nhận, yêu thương, đón nhận sự khác biệt. Đừng đòi hỏi người khác phải như mình, và người khác cũng không có quyền đòi hỏi mình phải trở nên như họ. Chúa cũng không có đòi mình nữa chứ, Chúa còn không đòi mình nữa chứ, đi mình đi mình như mình đòi hơn Chúa. Chúa cũng đâu có đòi mình đâu. À, Chúa để cho tùy mình thôi à. Chúa để, Chúa thương mình lắm, Chúa để tùy mình thôi. Ok, như vậy là không có câu hỏi nào thêm. Vậy thì chúng ta chia tay nhau. Và rồi chắc sẽ gặp lại trong một cái livestream đặc biệt sắp tới về Mân Côi. À, tôi sẽ gửi thông báo trên Facebook. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.